Chiều nay, tàu Hải quân 467 đã đưa 78 thuyền viên của hai tàu cá gặp nạn và hai thi thể ngư dân tử vong cập cảng chi đội kiểm ngư số 3 tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ngoài các ngư dân trên hai tàu cá gặp nạn, thì còn có thêm 5 ngư dân của các tàu cá khác cũng về cùng trên chuyến tàu này. Quân chủng Hải quân đã bàn giao các ngư dân và hai thi thể ngư dân bị nạn cho chính quyền địa phương và gia đình. Sau hành trình hơn 300 hải lý, 30 giờ đồng hồ trên biển, đúng 2 giờ chiều nay, tàu Hải quân 467 đã cập cảng. Với 78 ngư dân sống sót, hành trình trở về đất liền vừa mừng vui vừa đau đớn bởi hai bạn thuyền không may tử nạn, 13 người khác mất tích. Mình nghĩ mình chết rồi, mình lên được mặt nước là mình nghĩ nước cũng còn hy vọng sống, tự cho anh em sống, còn ở dưới nước, đó. Họ cũng như mình mà mình về đất liền được, còn họ thì còn nằm ở dưới nước. Rất là hỗn loạn. Trên bờ, hàng ngàn người dân địa phương ra đón ngư dân hai tàu cá gặp nạn trở về. Nhiều người không tin là chồng, con và cha đã sống sót sau trận lốc xoáy giữa biển, nhấn chìm ngay lập tức hai tàu cá. Đây là sự đoàn tụ sau hơn 2 tháng trên biển. Và những ngư dân trở về lần này được xem là từ cõi chết trở về. Xác định đây là nhiệm vụ vô cùng cao cả, xuất phát từ trái tim của người lính. Và trong quá trình tìm kiếm đã cố gắng hết sức để mà đưa được những người dân về với đất liền. Và bây giờ khi những người dân họ đã về với đất liền thì chúng tôi rất là vui mừng và cảm thấy là chúng ta có trách nhiệm lớn hơn nữa đối với ngư dân để cho ngư dân tiếp tục có cái điều kiện để vươn khơi bám biển. Tại buổi bàn giao, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các cơ quan và quân chủng Hải quân đã tặng quà để động viên các gia đình ngư dân gặp nạn. Địa phương cũng có phương án hỗ trợ lâu dài cho những gia đình có ngư dân tử vong và mất tích, bởi đây là lao động chính trong gia đình. Theo nhiều ngư dân, sau chuyến biển này, họ sẽ nghỉ ngơi một thời gian, gom góp tiền để mua sắm lại tàu, ra khơi trở lại. Với ngư dân, biển là quê hương, là không gian sinh tồn. Hiện nay, lực lượng hải quân và tàu của các ngư dân vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm tàu cá và ngư dân mất tích với quyết tâm cao nhất.